Các bạn xem hay thì đừng quên ấn đăng ký, ấn like và chuông để ủng hộ nhóm Dịch phát triển và theo dõi những video mới nhé. Kia là, lại có một người sở hữu 5 điểm ánh sao, cũng có nghĩa là hắn đã giết 4 người rồi. Người ở nơi khác rõ ràng là đang còn trốn hắn, ánh sao đều đã cách xa hắn, không dám lại gần hắn. Hửm, còn có người đang còn nhanh chóng lại gần đây. Muốn đến giết mình ư? Chú ý ngươi cả một ngày nay rồi, cuối cùng thì ngươi cũng đã chịu ra ngoài rồi. Vũ kiếm và vũ cầm. Ngươi sớm nên chết rồi, có thể sống đến bây giờ cũng xem như là may mắn rồi. Bây giờ trên người ngươi có một hạt giống tu luyện, vừa hay cống hiến ra, không giết người, ta giết ai. Chỉ trách là ngươi quá ngu xuẩn, vậy mà dám trốn ở trong thần miếu một ngày, đúng là tìm chết. Các ngươi lại muốn giết ta như vậy sao? Một hạt giống của ta giống với kiếm pháp ngươi tu luyện, hạt giống còn lại là tu luyện thân pháp mà Vũ cầm, hạt giống của hắn là dùng để tu luyện một bộ trưởng pháp lợi hại. Bản thân ngươi là một phế vật, lấy cái gì ra mà đấu với chúng ta? Hừ, ngươi và ta cùng là kiếm tu, ta chỉ luyện nhiều hơn ngươi một loại thân pháp, chuẩn bị chịu chết đi. Chết. Không này sao? Cùng là một bộ kiếm pháp, cũng phải xem thử là ai tu luyện. Ngươi. Vì để cho ngươi có thể chết nhắm mắt, nói với ngươi thêm một chuyện, ta chính là Lâm Phong. Tuyết Nguyệt Lâm Phong. Tuyết Nguyệt Lâm Phong. Chết rồi, Vũ kiếm lại chết như vậy rồi sao? Các ngươi cấu kết với người của Thiên Phong Quốc, muốn hại chết Lâm Phong ta, suýt chút nữa là muốn lấy mạng của ta. Món nợ này ta không tìm các ngươi tính sổ, hai huynh đệ các ngươi ngược lại thì tốt, lại vẫn luôn nhớ đến việc giết ta, đúng là nực cười. Chạy! Bây giờ biết chạy rồi ư, muộn rồi.